Rồi, tiếp theo nhà vườn xin giao lưa cả nhà mình một cây hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Cây sống khá là tốt rồi cả nhà. Cây khá là tươi nha. Sống khá là tốt rồi. Cây có 3 thân nha cả nhà. 3 thân. Nhưng chung một cốt. Sơ đồ hành 3 thân này lại với nhau là 40 và chiều cao từ cái ngay góc này cả nhà lên hết đỉnh luôn là 65 nha cả nhà. Cây nhà vườn giao lưu nhanh luôn. Có mã số là 18. 1200k bao ship không chậu luôn cả nhà. Cây sống khá là tốt nha cả nhà. Rồi, mã số 17. 1200k bao ship. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn.